Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Lộc và huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. NASA ra mắt xe thám hiểm mới cho sứ mệnh sao Hỏa. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng qua, huyện Đại Lộc khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham dự của trên 290 đại biểu, đại diện cho gần 5.000 đảng viên của 60 tổ chức cơ sở đảng trên toàn huyện. Tham dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ngành địa phương trong tỉnh. Diễn ra ngay trong ngày đầu tiên, Đại Lộc cùng với thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các biện pháp phòng chống dịch được toàn thể đại biểu khách mời về dự đại hội thực hiện nghiêm. Chương trình đại hội chính thức cũng được rút ngắn từ 2 ngày xuống còn 1 ngày để dành thời gian tập trung cho công tác phòng chống dịch. Nhiệm kỳ qua, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện. GDP tăng bình quân hàng năm trên 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm gần 63%, thương mại dịch vụ chiếm trên 26%, nông lâm thủy sản chiếm gần 11%. Đặc biệt, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, Đảng bộ huyện Đại Lộc đã lãnh đạo địa phương tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thay đổi cơ bản bộ mặt đô thị nông thôn, kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được đảng bộ quan tâm đào tạo, nâng cao về chất lượng, các vấn đề xã hội luôn được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương hoàn thành tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng luôn được chú trọng đúng mức. Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng luôn được thực hiện nghiêm túc. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường khẳng định kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ thời gian đến. Đại Lộc cần phải khơi dậy và phát huy tiềm năng lợi thế để thu hút, đón đầu các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nhằm tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội. Huy động bộ nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ thông suốt, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tranh thủ nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, ưu tiên đầu tư phát triển thị trấn ý nghĩa thành đô thị năng động và quy hoạch phát triển đồng bộ các thị tứ, chú trọng công tác bảo tồn tôn tạo khai thác các giá trị các di tích lịch sử văn hóa con người, chú trọng củng cố kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thích ứng với cuộc công nghiệp 4.0 và thời đại công nghệ số. Tập trung trí tuệ xây dựng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 2020-2025 với 23 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng đảng và quốc phòng an ninh, cùng với 3 nhiệm vụ đột phá. Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 23. Cũng trong sáng qua, Đảng bộ huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự đại hội có các đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Xuân Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh cùng 249 đại biểu đại diện cho hơn 2.400 đảng viên toàn đảng bộ. 5 năm qua, kinh tế huyện Bắc Trà My tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Việc triển khai thực hiện các khâu đột phá bước đầu đã đem lại hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 ước đạt hơn 6.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm trên 13%. Nhiều dự án đầu tư về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được triển khai mở ra hướng phát triển mới cho địa phương. Đến nay, Bắc Trà My có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, công tác quy hoạch và trồng rừng gỗ lớn, trồng cây dược liệu, bảo tồn và phát triển cây quế Trà My, nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện, bước đầu đem lại kết quả tích cực.
Cùng với những khởi sắc về kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ được Bắc Trà My đặc biệt chú trọng. Trong nhiệm kỳ, địa phương đã đầu tư gần 800 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, xây dựng các công trình dân sinh, cải thiện nhà ở, tạo điều kiện để nhân dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường. Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 52% năm 2016 xuống còn 29% năm 2020. Đặc biệt, công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại Bắc Trà My từng bước được nâng lên, phát triển đảng viên mới vượt 32% so với nghị quyết đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng biểu dương những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Trà My đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm kỳ đến, huyện cần đặt ra các mục tiêu giải pháp cụ thể trên cơ sở bám sát tinh thần nghị quyết số 88 của Quốc hội, nghị quyết số 12 của Chính phủ gắn với thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây của tỉnh. Là địa phương nằm trên trục hành lang phía Tây Nam của tỉnh, thị trấn Trà My là trung tâm hạt nhân trong chuỗi liên kết thị trấn Tiên Kỳ Trà My Tắc Bỏ, nơi có nhiều di tích lịch sử, các giá trị văn hóa và địa điểm thiên nhiên lý tưởng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị Bắc Trà My cần tranh thủ mọi nguồn lực, kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh để phát triển du lịch dịch vụ, tạo nên thương hiệu vùng Cao Sơn Ngọc Quế với những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, sự thân thiện, thuần hậu của đồng bào vùng cao nhất định sẽ là cơ hội lớn để địa phương phát triển du lịch. Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 7, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Bắc Trà My lần thứ 19 đã đến dâng hoa viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa tưởng niệm, thành kính dâng hương tri ân, tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập tự do của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, những bản làng các dân tộc anh em huyện Bắc Trà My từng là căn cứ vững chắc của các cơ quan đầu não liên khu ủy, khu 5 để lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và đầy ác liệt. Để có được cuộc sống bình yên như hôm nay là sự hy sinh cao cả, không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ người con Việt Nam anh dũng kiên cường. Thưa quý vị, làn sóng dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, đã có những ca lây lan trong cộng đồng tại Đà Nẵng, nhưng chưa xác định được ca F0. Trong khi đó, thì xã Điện Bàn là địa phương giáp ranh, lại có các ca dương tính với COVID-19 đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Trước tình hình này, sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn để nghe báo cáo tình hình dịch bệnh của địa phương, cũng như triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian đấy. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ban chỉ đạo thị xã Điện Bàn đã trưng dụng nhiều cơ sở làm khu cách ly và chọn phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc thành cơ sở điều trị COVID-19. Đồng thời, địa phương đã lập 3 điểm chốt chặn tại các nút giao thông kiểm soát lưu lượng người qua lại giữa Đà Nẵng vào Điện Bàn nhằm truy vết, hạn chế dịch bệnh lây lan. Cùng với đó, thị xã Điện Bàn có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó khoảng 1.500 lực lượng lao động tại đây là người dân Đà Nẵng. Yếu tố này cũng gây khó khăn trong công tác kiểm soát dịch COVID-19. Cạnh đó, thị xã Điện Bàn đang thiếu test nhanh tìm kháng thể. Nhận định tình hình dịch bệnh COVID tại Quảng Nam sẽ còn diễn biến phức tạp, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu chính quyền địa phương cùng nhân dân và các lực lượng chức năng phải thực hiện ngay một số biện pháp cấp bách. Song song với công tác kiểm dịch, lực lượng công an địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng có tiếp xúc gần hoặc liên quan đến yếu tố dịch tễ của các ca bệnh, quản lý lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đồng thời kêu gọi mọi người dân đồng thuận, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, rà soát quản lý người lưu trú tạm trú tại các cơ sở nhà nghỉ, nhà trọ, khách sạn, nắm bắt tình hình những người đi và về từ vùng dịch. Thưa quý vị, hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân đã ký quyết định số 2041 về cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hội An. Cụ thể, từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến 0 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2020, toàn thành phố Hội An thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu cầu của chỉ thị số 16 CTTTR, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng,
yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác. Các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, làm việc tại các cơ quan đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và hỗ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, khám chữa bệnh, tang lễ được tiếp tục hoạt động. Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tổ chức quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc, bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Tạm dừng các hoạt động giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, lễ hội, hội thi, hội diễn, lễ kỷ niệm, triển lãm, nghi lễ tôn giáo, các khu điểm du lịch, khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và đón mới khách du lịch, bãi tắm biển. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa. Sáng qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng đã ký quyết định số 2042 về việc tạm dừng các hoạt động để phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Đại Lộc và thị xã Điện Bàn. Theo đó, các hoạt động tạm dừng gồm các hoạt động thể dục thể thao, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, võ thuật, bia, phòng tập thể hình, gym, thể dục thẩm mỹ, yoga, bóng đá, kể cả bóng đá mini, bóng chuyền, bơi lội, cờ tướng, đánh golf. Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, quán rượu bia, cà phê, giải khát. Chủ các cơ sở này được phép bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng dịch vụ giao hàng trực tiếp tại nhà và tạm dừng bãi tắm công cộng đối với thị xã Điện Bàn. Thưa quý vị, hôm qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có văn bản về việc chủ động ứng phó diễn biến của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và ứng phó với thiên tai trong điều kiện dịch bệnh. Hồi 7 giờ ngày 30 tháng 7, vị trí trung tâm vùng áp thấp vào khoảng 15,7 đến 16,7 độ Vĩ Bắc, 117 đến 118 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đề nghị cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến của vùng áp thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, thường xuyên theo dõi diễn biến của vùng áp thấp, thông tin thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, quản lý việc ra khơi của các tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, đơn vị rà soát điều chỉnh linh hoạt phương án ứng phó thiên tai phù hợp theo hướng phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ để ứng phó kịp thời hiệu quả, đảm bảo an toàn trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thường xuyên đưa tin về diễn biến của vùng áp thấp để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh ứng phó. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp tổ chức trực ban theo quy định, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Thưa quý vị, sáng qua, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng với vai trò trưởng SOM ASEAN Việt Nam và Chủ tịch nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về các tình huống y tế công cộng khẩn cấp đã tham gia đối thoại cấp cao trực tuyến về phục hồi ASEAN sau đại dịch. Đối thoại với chủ đề phục hồi sau đại dịch hướng tới một cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn là một trong những hoạt động đang được tích cực triển khai nhằm thực hiện chỉ đạo của các nhà lãnh đạo ASEAN đưa ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 hồi tháng 6 vừa qua, đóng góp cho tiến trình xây dựng kế hoạch tổng thể của ASEAN trong ứng phó và phục hồi sau dịch bệnh. Trước mắt, kế hoạch tổng thể được định hướng là một văn kiện mở sẽ được thường xuyên cập nhật, điều chỉnh bởi các cơ quan chuyên ngành để phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, song sẽ luôn hướng tới việc lấy người dân là trung tâm, đảm bảo an ninh an toàn của người dân, cũng như quan tâm tới các nhóm yếu thế trong xã hội. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, thành phố Đà Nẵng tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính từ cấp xã phường đến thành phố.
Cụ thể, từ 13 giờ ngày 30 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung trung tâm hành chính thành phố. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các quận, huyện, phường, xã đến khi có thông báo mới. Chính quyền thành phố khuyến cáo người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính trong thời gian này để hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Thưa quý vị, sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, các đầu mối bán khẩu trang online đua nhau rao bán với những lời giới thiệu hết sức hoàn hảo về sản phẩm. Tuy nhiên, rất khó để chứng thực và kiểm tra chất lượng của các sản phẩm khẩu trang y tế bán online, vì vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng. Sau một thời gian im ắng, thì nay trên các trang Facebook, hội nhóm đã bắt đầu tấp nập giới thiệu các loại khẩu trang y tế với nhiều mức giá khác nhau. Tất cả đều được quảng cáo 3-4 lớp, có chứng nhận chất lượng của cơ quan chức năng, có khả năng ngăn giọt bắn. Em bán theo thùng chị nhé, em không bán hộp. Ừ, thùng 3 tiền một thùng. 4,8 triệu. 4 triệu 8 một thùng à? Sao giá lên nhanh thế? Bây giờ nó còn lên hơn 5 triệu, có em bán 4 triệu 8. Nhưng mà hàng thì có chuẩn không? Có giấy tờ kiểm định các thứ gì không? Đầy đủ nhé chị nhé. Chủ Tết này lấy lý do là khan hàng, hiếm hàng. Thay vì bán giá 55.000 đồng một hộp 50 chiếc khẩu trang y tế như 3 ngày trước đó, nhiều người đã đẩy giá lên 80.000 đồng một hộp, thậm chí cao hơn nữa. Chị ơi, bây giờ lên 130 hộp rồi. Mua vào đã năm triệu mấy một thùng rồi, hỏi chị bán như nào? Hàng có đảm bảo chất lượng, có test tiếp chứ không? Đảm bảo chất lượng luôn chị ơi, có giấy kiểm định luôn. Khẩu trang này là của hãng nào nhỉ? Của Việt Nam chị ạ, có giấy kiểm định đàng hoàng nhé. Hiện có nhiều người kinh doanh khẩu trang lợi dụng tình hình để bán khẩu trang với những lời cảnh báo, mua nhanh kẻo tăng giá, mua nhanh kẻo hết, khẩu trang đang khan hàng. Điều này khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng và quyết mua vội. Mình có đặt mua 1-2 hộp ở trên mạng. Thực ra thì cũng không biết là chất lượng như nào. Thấy người ta nói là có 4 lớp thì thôi cũng yên tâm. Cứ đặt 1-2 hộp để phòng. Sợ sau này là người ta có tăng giá thì lại mà lại không có để mà mua thì thôi mình cứ mua trước. Trước thực trạng này, cơ quan quản lý thị trường cho biết sẽ tăng cường, siết chặt hơn nữa hình thức bán khẩu trang y tế online. Lực lượng quản lý thị trường cũng chỉ đạo là các đội thì cũng phải tăng cường cái công tác kiểm soát địa bàn và nắm bắt thông tin ở trên môi trường internet, bởi vì chúng tôi cũng nhận được các cái phản hồi của người tiêu dùng là hiện nay là mặt hàng khẩu trang là đang được giao bán tràn lan ở trên mạng internet, và chúng tôi cũng có yêu cầu các đội kiểm soát để chúng ta rà soát lại tất cả các hoạt động đó trên môi trường mạng. Các chợ mạng sôi động, nhưng tại hệ thống các nhà thuốc, siêu thị tại Hà Nội, sức mua tăng có trở lại nhưng không có hiện tượng sốt nóng hay khan hiếm khẩu trang, nước sát khuẩn như trước. Do đó, người tiêu dùng nên mua khẩu trang y tế tại những địa chỉ uy tín để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị, sau khi xuất hiện 2 ca nghi nhiễm COVID-19, Quảng Nam đã quyết định kích hoạt lại công tác phòng dịch COVID-19 trên toàn địa bàn tỉnh, đặc biệt khẩn cấp lập ngay 4 điểm chốt chặn nhằm kiểm soát người dân vào tỉnh, nhất là từ thành phố Đà Nẵng. Tại cửa ngõ phía Nam, ngoài 2 điểm chốt chặn được lập theo chỉ đạo của tỉnh, huyện Núi Thành cũng đã tổ chức điểm chốt tuyến biển rạng Dung Quốc, đồng loạt triển khai từ đầu giờ chiều ngày 29 tháng 7. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị cùng theo dõi. 14 giờ ngày 29 tháng 7, điểm chốt kiểm dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 1A tại khu vực Dốc Sỏi, tiếp giáp với tỉnh Quảng Ngãi. Không khí làm việc khẩn trương của các cán bộ tham gia chốt kiểm dịch trong tiết trời nắng nóng oi ả. 10 thành viên gồm công an, y tế, hội liên hiệp phụ nữ và lực lượng đoàn thanh niên địa phương đã bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người dân vào tỉnh ở cửa ngõ phía Nam, nhất là người từ Quảng Ngãi ra phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đo thân nhiệt, kích hoạt phần mềm truy tìm dấu vết dịch tễ, phần mềm khai báo y tế. Trong thời điểm dịch này là đi trời nắng, thực sự con nhỏ là em cũng thấy cực lắm, nhưng mà cũng phải khai báo đầy đủ để giúp cho mọi người tìm ra cái nguồn lây lan á, rồi để đảm bảo cuộc sống cho mọi người xung quanh. Dạ. Với những thanh niên tình nguyện tại đây, việc vượt qua e ngại rủi ro, thuyết phục gia đình để tham gia trực chiến tại điểm chốt chặn là một cố gắng rất lớn, đặc biệt là trước những thông tin về các ca lây nhiễm trong cộng đồng đang rất phức tạp, khó lường.
thì đối với thanh niên bọn em là xung phong. Xung phong là phần thứ nhất là gia đình cũng rất là lo sợ, khi mà đi như thế này tiếp xúc với lỡ có bị sao á, thì cũng khó, rất là khó khăn cho gia đình nữa. Nhưng mà bọn em phải thuyết phục, bởi vì thanh niên chúng ta phải cống hiến hết sức để cho giúp ích được gì cho đất nước thì càng tốt. Dốc Sỏi là điểm chốt trên quốc lộ, có lưu lượng người và phương tiện rất lớn, bình quân cứ mỗi phút có một phương tiện, nên việc đón bố trí điểm dừng đỗ, tổ chức cho hành khách thực hiện các thủ tục kiểm dịch đối với những phương tiện vận chuyển khách số lượng lớn, thật sự cần sự nỗ lực, sắp xếp và tổ chức khai báo linh hoạt. Chúng ta có thể nhìn thấy được là lưu lượng phương tiện từ Quảng Ngãi đi vào là rất là nhiều. Chúng ta chủ yếu là tập trung kiểm soát các phương tiện lưu lượng của Quảng Ngãi, còn đối với các phương tiện mà hành khách vận chuyển qua địa bàn thì chúng tôi kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn là không đón trả khách theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khắc phục vấn đề thời tiết nắng nóng thì chúng tôi cũng khắc phục, hỗ trợ làm hết trách nhiệm vai trò để chúng ta vào công tác phòng chống dịch để đạt hiệu quả hơn. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo công an huyện và đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà là đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng địa bàn và đặc biệt là tuyên truyền trong nhân dân. Chúng ta cảnh giác cao, trường hợp nào có nghi vấn thì báo cáo với công an để chúng ta là đến xác minh và kiểm tra thực tế. Bên cạnh những chốt chặn của tỉnh, các điểm chốt chặn được tái lập và khởi động ngay khi có chỉ đạo với lực lượng chủ trì là công an, kèm theo việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng chống trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, kết hợp với tuyên truyền khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, hiện đang được người dân hết sức ủng hộ, sẵn sàng hợp tác chung tay phòng chống dịch. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán thế giới nhuốm xanh sau quyết định mới nhất của Fed. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đe dọa tốc độ phục hồi kinh tế không chỉ của Mỹ nói riêng và toàn cầu nói chung. Cụ thể, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ như Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0,6%, 1,3% và 1,4%. Đáng chú ý, toàn bộ 11 phân ngành của chỉ số S&P 500 vốn được nhiều nhà đầu tư coi là thước đo tốt nhất của thị trường chứng khoán Mỹ và cũng là chỉ số chủ đạo của nền kinh tế đều tăng điểm khi kết phiên. Trong đó, hai phân ngành tài chính và năng lượng tăng cao nhất trên 2%. Cổ phiếu của một số công ty có chỉ số vốn hóa thị trường cao nhất như Apple, Amazon, Facebook và Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng đều tăng trên 1%. Ở bên kia bờ đại Tây Dương, thị trường châu Âu chưa có phản ứng rõ ràng. Việc Fed giữ nguyên lãi suất cũng đã ảnh hưởng tới giá dầu thế giới ngày hôm qua, với giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ tăng 0,6% lên 41,46 đô la trên một thùng. Dầu Brent biển Bắc tăng gấp đôi 1,2% lên 43,75 đô la trên một thùng. Mức lãi suất từ 0 đến 0,25% được Fed duy trì suốt từ giữa tháng 3 vừa qua sau khi bùng phát dịch COVID-19. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sáng qua đã bắt đầu khởi động một sứ mệnh mới đầy tham vọng tìm kiếm các dấu hiệu về sự sống cổ xưa trên sao Hỏa với việc triển khai thử nghiệm xe thám hiểm robot tự hành 6 bánh thế hệ mới trên hành tinh đó. Chiếc xe thám hiểm Perseverance có kích cỡ như một ô tô con, dự kiến sẽ rời trái đất vào 7 giờ 50 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức khoảng tối nay theo giờ Hà Nội, tại mũi Canaveral, bang Florida và hạ xuống bề mặt sao Hỏa vào tháng 2 năm sau. Perseverance sẽ được đưa xuống hố Jezero trên sao Hỏa, được cho là một cái hồ cũ có tuổi thọ 3,5 tỷ năm, nơi các nhà khoa học tin rằng còn lưu giữ nhiều dấu vết về sự sống của các loài vi sinh vật thuở xa xưa. Sau khi thu thập các mẫu vật đất đá trên sao Hỏa và gửi về trái đất, Perseverance sẽ quay lại không gian ghép nối với một tàu vũ trụ khác để trở về trái đất vào năm 2031. Ngoài ra, trong sứ mệnh lần này, Perseverance còn mang theo một trực thăng nhỏ nặng 1,8 kg mang tên Ingenuity để tiến hành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên chạy bằng năng lượng trên hành tinh đỏ. Hôm qua, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã công bố bản hướng dẫn mới cho giai đoạn mở cửa thứ ba bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 tới. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh New Delhi muốn tái khởi động nền kinh tế đang suy giảm, dù tình trạng lây nhiễm COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Theo quy định mới, các cơ sở tập gym và yoga sẽ mở cửa trở lại từ ngày 5 tháng 8, trong khi lệnh giới nghiêm ban đêm sẽ được dỡ bỏ. Ngoài ra, hoạt động di chuyển và vận chuyển hàng hóa sẽ diễn ra bình thường. Các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập 15 tháng 8 cũng được phép tiến hành, nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội và an toàn y tế. Hiện chỉ còn các trường học và tổ chức giáo dục ở Ấn Độ vẫn phải đóng cửa đến ngày 31 tháng 8, trong khi một số điểm nóng dịch tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa. Quy định được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 mới ở Ấn Độ vẫn tăng thêm tới 49.000 ca trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân lên hơn 1,53 triệu người, với hơn 34.000 người trong số này đã tử vong. Khu ổ chuột ở thành phố Mumbai đang tiềm ẩn nguy cơ cao trở thành ổ dịch lớn, do có tới hơn 57% cư dân tại đây có khả năng bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Khu ổ chuột là nơi sinh sống của 65% trong tổng số 12 triệu dân của Mumbai. Tiếp theo chương trình là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 90%, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi, ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Núi Thành mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 88%, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm từ 62 đến 94%, gió nhẹ. Thị trấn Thạnh Mỹ mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 92%, gió nhẹ. Thị trấn Brau mây thay đổi, ngày nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 92%, gió nhẹ. Vị 30 phút của chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qdt.vn. Chúc quý vị và các bạn ngày làm việc hiệu quả. Thân ái kính chào tạm biệt.